mình mở van thì không ra nước. Đó, nguyên nhân và cách khắc phục máy hiệu Aqua ra không ra nước. Những cái dây này ra và gút dây ra, gút dây ra. Giờ mình thử mở xem cái van này nó có bung nước ra không, nó có bung nước ra không. Nếu nó bung thì áp suất còn tốt thì mình kiểm tra vô cái hệ thống khác, còn nếu mà mở gì nước không ra là lý do cái thùng áp suất nó không có đẩy nước ra được. Mình phải lấy thùng ra và tháo cái nắp này, tháo cái nắp này ra. Mình lấy cái hơi mình bơm vào để cho nó tăng cái áp suất vô mới nó có lực đẩy nước ra. Những cái bình này tôi đã tháo và bơm rồi. Hồi sáng thì chưa có bơm, thì mình mở cái van nước nó không có ra. Hiện tại tôi đã bơm rồi. Đó, bây giờ tôi tiến hành mở van là ok.